Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề mới ở trong Java. Đó là chúng ta tìm hiểu về các toán tử. Toán tử là gì ạ? Toán tử đó là những phép tính được sử dụng trong các chương trình để thực hiện những thao tác tính toán. Thì trong Java có rất nhiều loại toán tử, ví dụ toán tử gán, toán tử đại số, toán tử điều kiện, toán tử logic, vân vân. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên, đó là toán tử gán. Chúng ta sẽ tạo ra một chương trình ví dụ toán tử gán. Toán tử gán là một toán tử cho phép là gán giá trị của một biến ở phía bên phải cho một biến hoặc một biểu thức ở phía bên trái. Và trong bài này thì chúng ta sẽ có khai báo hai biến, đó là số 1 và số 2. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác gán số 1 bằng 6. Ý nghĩa của câu lệnh này là gì ạ? Ý nghĩa của câu lệnh này là chúng ta gán giá trị 6 ở phía bên phải cho biến số 1. Như vậy là sau khi thực hiện xong cái câu lệnh này thì biến có tên là số 1 sẽ được gán giá trị là bằng 6 và nó sẽ lưu trữ giá trị 6 trong biến này. Tiếp theo chúng ta in ra giá trị của biến. Sau đó chúng ta gán số 2 bằng số 1. Câu lệnh này sẽ thực hiện việc là lấy giá trị của biến số 1 ở phía bên phải và gán giá trị đó cho biến số 2 ở phía bên trái. Và sau khi thực hiện xong câu lệnh này thì biến số 2 sẽ có chứa giá trị hay là được copy giá trị của biến số 1 là bằng 6. Chúng ta sẽ in ra giá trị của biến số 2. Sau khi làm xong thì chúng ta lưu lại, xếp lại, chúng ta thực thi chương trình. Và như vậy là các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta đã có hai cái giá trị của hai biến, đó là số 1 và số 2. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về toán tử gán. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chúc các bạn học tốt.